Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng, thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hôm nay là một buổi sáng rất là trong lành, tuyệt vời. Thì tối hôm qua có một bác khách hàng mới gọi điện cho mình và chia sẻ một cái vấn đề. Mình nghĩ là cái vấn đề đấy hiện tại thì nó cũng đang là một trong những cái trăn trở, những cái suy nghĩ của rất nhiều khách hàng đang muốn lựa chọn những cái sản phẩm đá mỹ nghệ trên toàn quốc. Thì như chúng ta đã biết, hiện nay do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây nên, thế nên là cái việc mà đi lại, giao thông giữa các địa phương gặp rất là nhiều khó khăn. Thế nên là có rất là nhiều bác khách hàng muốn về làng nghề để tìm hiểu, để đặt hàng những cái sản phẩm lăng mộ đá, những sản phẩm đá mỹ nghệ thì không về được trực tiếp. Thế nên là cũng gặp rất là nhiều những cái bất cập và những cái điều mà khiến các bác khách hàng phải trăn trở. Thì hôm qua bác ấy mới điện cho mình và hỏi mình một cái vấn đề như thế này. Thì mình cũng sau khi nghe xong câu chuyện thì mình cũng rất là buồn. Tại vì cách đây khoảng tầm 3 tháng thì bác ấy mới điện cho mình và muốn là đá mỹ nghệ Anh Quân là làm cho bác ấy một công trình, một khu lăng mộ. Nhưng mà vì cái thời điểm đấy là mình đang rất là bận với những cái đơn hàng lớn và tiến độ gấp, thế nên là không làm cho bác ấy được. Thì mình chỉ nói với bác ấy rằng là có khi là cháu sẽ vẽ thiết kế giúp cho bác, rồi bác đặt một đơn vị nào khác người ta làm theo cái thiết kế đó là được. Thì cháu nghĩ là sản phẩm nó cũng được, tại vì cháu đã là người thiết kế rồi. Thì bác ấy rất là vui vẻ, ok, thế là mình có thiết kế giúp cho bác ấy. Và bác ấy cầm cái bản vẽ của mình để đi đặt một cái xưởng khác. Thì bác ấy cũng là một trong những cái khách hàng cũng lớn tuổi rồi, và bác ấy ở xa, bác ấy ở Quảng Ninh. Bác ấy cũng ngại cái việc di chuyển. Thế nên là bác cũng tìm một cái đơn vị khác ở trên mạng, thông qua mạng internet. Bác ấy đặt và bác ấy đưa cái thiết kế của mình cho cái đơn vị đấy làm. Và người ta cũng cam kết với bác ấy rằng là cháu có thể làm, chúng tôi có thể làm được cái sản phẩm đúng như cái thiết kế này, đảm bảo cho bác là đúng như thiết kế này. Thế bác ấy tin tưởng, bác ấy đặt và bác ấy có chuyển tiền để đặt hàng. Thì hôm vừa rồi thì kế hoạch là chuẩn bị lắp. Thì bác ấy yêu cầu là các cậu làm đến đâu rồi thì bây giờ các cậu chụp ảnh gửi cho tớ xem là cái sản phẩm nó như thế nào. Thì đến khi cái đơn vị đấy người ta chụp ảnh, người ta gửi cho bác ấy, thì bác ấy bảo không, nó không giống như cái thiết kế, nó không giống như những cái mà tôi yêu cầu, những cái mà tôi yêu cầu theo kích thước, theo bản vẽ của tôi thì không đúng, tôi thấy là không đúng. Thế thì cái đơn vị kia là người ta cứ khăng khăng là không, chúng tôi làm đúng, chúng tôi làm như thế này là đúng thiết kế, đúng bản vẽ rồi. Nhưng bác ấy bảo không đúng. Thế thì hôm qua bác ấy điện về cho mình, bác ấy nhờ mình là Quân thử xác minh cho bác xem là cái đơn vị đấy là cái đơn vị như thế nào, người ta làm ăn có uy tín hay không. Đấy, thì sau khi bác ấy đưa tên cái đơn vị đấy thì mình có kiểm tra ra cho bác ấy, thì rất là buồn. Đấy là một cái đơn vị mà người ta không trực tiếp sản xuất, người ta không có xưởng sản xuất. Và đấy là chỉ là một cái nhóm, một số cái cậu ấy cũng có kỹ năng về tin học. Các cậu ấy làm lên một cái website, sau đó là các cậu ấy hướng tới khách hàng. Và khi nhận được các đơn hàng rồi thì các cái cậu ấy đem về khoán một cái bên thứ ba để làm. Thì khi các cậu ấy khoán một cái bên thứ ba để làm ấy, thì cái tiêu chí các cậu ấy đưa ra nó chán quá, phải dùng cái từ như thế. Tức là các cậu ấy đặt hàng ở một cái mức độ rất là thấp, chất lượng thấp. Tại vì cái điều mà các cậu ấy mong muốn đó là được cái lợi nhuận cao. Thế đâm ra các cậu đặt hàng cái bên thứ ba là chất lượng thấp. Thì khi các cậu đặt hàng ở bên thứ ba ấy, thì thứ nhất là các cậu đã không chủ động được về chất lượng của sản phẩm rồi. Chất lượng của sản phẩm nó như thế nào thì các cậu ấy cũng không quyết định được. Tại vì các cậu ấy không trực tiếp làm được, không quyết định được. Thì cái bên thứ ba khi người ta đồng ý, người ta làm, người ta nhận cái sản phẩm đó cho các cậu ấy, thì người ta cũng đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu. Thế đâm ra là người ta làm nó cũng không được kỹ càng, cũng không được cẩn thận cho lắm. Thì dẫn đến là cái sản phẩm nó không đẹp. Thì sau khi nghe xong cái câu chuyện đấy là mình thấy rất là buồn, thật sự rất là buồn. Đấy, tại vì là khi mà khách hàng đã tin tưởng, đã gửi gắm những cái tình cảm cho những cái người làm sản xuất những cái sản phẩm lăng mộ đá, những sản phẩm đá mỹ nghệ cho chúng ta, thì ngoài cái việc mà gửi gắm cái công trình ra, ở đây còn gửi gắm rất là nhiều tâm tư, tình cảm. Tại vì gần như có thể nói là cả cuộc đời của các bác ấy, các bác mới làm một lần để tri ân, để báo hiếu cho cha mẹ các bác ấy. Nhưng mà khi các bác ấy nhận được sản phẩm nó không ưng ý, nó không được như ý muốn, thì dẫn đến một cái điều đó là gì ạ? Dẫn đến một cái điều đó là một cái sự bức xúc. Mà cái sự bức xúc này nó không đáng có. Thật sự là nó không đáng có. Tại vì là nếu mà cứ cố tình mà để cho người ta lắp những cái sản phẩm đấy lên thì mình không thích, mình không ưng. Đấy. Mà bây giờ thì không lấy thì nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ.
Đấy là gì ạ? Đó là về kinh tế rồi còn rất là nhiều những vấn đề khác. Mà khi làm các công trình tâm linh thì người ta cũng không thích nó xảy ra những cái vấn đề như thế. Thế thì bây giờ là cái câu chuyện đó là ở thời điểm này, hiện tại là khi tình hình dịch bệnh nó diễn biến rất là phức tạp, thì khách hàng không thể về được những cái xưởng sản xuất uy tín ấy để trực tiếp xem và đặt hàng. Thế thì bây giờ cái câu chuyện, cái vấn đề ở đây đó là gì ạ? Vấn đề đó là làm sao để chúng ta không về trực tiếp được nhưng chúng ta vẫn đặt hàng được những cái xưởng sản xuất, những cái đơn vị người ta thật sự là uy tín để có được những cái sản phẩm nó chất lượng cao. Thế thì bây giờ cái việc mà phát triển của thông tin truyền thông nó rất là hiện đại, thì các bác có thể tham khảo những cái đơn vị uy tín ở trên những cái hệ thống, ví dụ như là những cái website của những đơn vị uy tín mà người ta đã làm rất là nhiều công trình và đã được thị trường đón nhận nhiều rồi, đã được thị trường đón nhận ấy. Rồi là các bác có thể tham khảo qua các kênh như là Facebook, Zalo, rồi những cái kênh cá nhân ấy, các bác tìm hiểu như thế. Thì thường là những cái đơn vị uy tín ấy, những cái đơn vị uy tín thì khi mà người ta làm ấy, thì người ta đã làm rất là chuyên nghiệp rồi, tức là người ta đã có hệ thống phát triển website, đã có những công trình tiêu biểu, đã có rất rất là nhiều những khách hàng uy tín ở trên toàn quốc. Mà các bác vào thì các bác có thể thấy được rằng là được ngay là ở cái phần công trình tiêu biểu đấy là người ta đã thi công rất là nhiều công trình trên toàn quốc ấy, người ta thi công rất là nhiều công trình trên toàn quốc rồi. Thì các bác đặt gửi gắm niềm tin mình vào những cái xưởng sản xuất, những cái đơn vị như vậy, thì thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là cái sản phẩm các bác nhận được nó cũng là những cái sản phẩm chất lượng đúng như cam kết của người ta. Thứ hai là các bác không lo là các bác bị lỡ ngày rồi bị mất tiền rồi là bị ABC tất cả những cái vấn đề khác. Đấy, thì đó là một số cái lời khuyên của cá nhân mình dành cho các bác để các bác làm sao lựa chọn được những cái đơn vị mà người ta thật sự là uy tín, thật sự là chuyên nghiệp. Đấy, chứ còn nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta lựa chọn sai đơn vị, chúng ta lựa chọn những cái đơn vị người ta không uy tín, thì cuối cùng là cái công trình của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mà đây nó là công trình tâm linh chứ không phải là những cái công trình, những cái thứ đơn giản. Ví dụ như các bác mua bộ bàn ghế, các bác đặt, các bác về các bác cảm thấy được thì mình kê vào mình dùng, không được thì thôi, bỏ mua bộ khác. Không phải như vậy. Mà đây là chúng ta làm cả đời mới làm cho ông bà, cho cha mẹ một cái công trình để tri ân, thì chúng ta phải thực sự lựa chọn những cái sản phẩm mà nó tốt, nó chất lượng để đặt. Đấy, thì chúng ta phải thật sự là sáng suốt, lựa chọn những cái đơn vị mà người ta làm nó uy tín để mình gửi gắm những cái công trình của mình vào đó. Và có một cái vấn đề như thế này nữa mà em cũng xin chia sẻ luôn, đó là cái vấn đề mà có thể nói là thời gian vừa qua cũng rất là nhiều người hỏi mình. Đó là nhiều bác khách hàng khi đặt hàng ấy, thì các bác ấy đưa ra một cái tiêu chí mà mình nghĩ là cũng rất là khó đáp ứng. Thật ra mình nói cái điều này ra nó cũng hơi vô người, có thể là nhiều người không thích. Đó là tôi muốn một cái sản phẩm nó phải tốt, đẹp, nhưng mà nó phải rẻ. Đấy là một cái đề bài các bác đưa ra, em nói thật là rất là khó thực hiện. Chả có cái gì tốt, đẹp, bền mà rẻ, không có. Thật sự là em nói là không có đâu, hiếm lắm. Cái gì nó cũng phải đúng giá trị thực của nó, nó phải hợp lý. Đấy, ví dụ như trong những cái sản phẩm đá mỹ nghệ, những cái sản phẩm lăng mộ đá như bên em sản xuất ấy, thì em nói thật là không bao giờ có những cái sản phẩm tốt, đẹp mà rẻ cả. Tại vì là một sản phẩm tốt, một sản phẩm đẹp thì nó phải là gì ạ? Nó phải là nguyên liệu tốt, nó phải là trí tuệ, nó phải là tỷ lệ, rồi nó phải là nhân công giỏi, rồi rất rất nhiều yếu tố khác thì nó mới tạo nên được một sản phẩm tốt. Và các bác hình dung không, một cái sản phẩm nó cấu thành từ tất cả những cái yếu tố đó thì làm sao mà nó rẻ được? Nó phải có giá của nó chứ, nó phải hợp lý chứ. Chứ không có chuyện là bây giờ một cái sản phẩm, ví dụ như một cái bình phong như thế này chẳng hạn, là bây giờ ở cái sản phẩm chất lượng nó là 100 triệu chẳng hạn. Chứ không có một cái lý gì một người khác bảo không, tôi cũng làm được một sản phẩm tốt đúng như thế này mà nó chỉ có 50 triệu, 60 triệu thôi. Không bao giờ có. Làm sao người ta có thể đầu tư thời gian, người ta đầu tư công sức vào, người ta làm được cái sản phẩm như thế này được. Đấy. Thế nên là các bác phải đứng từ các phía để nhìn. Các bác phải đứng từ các phía để nhìn rằng là cái gì nó là cái đúng. Đấy, cái gì nó là hợp lý, và khi đấy thì mình lựa chọn. Mình lựa chọn làm sao cho nó đúng. Đấy, thì thời gian này thì đang là thời gian thực hiện cái việc giãn cách xã hội, thời gian thực hiện việc cách ly. Thế nên là đá mỹ nghệ Anh Quân là đây, khu trưng bày là đang đóng cửa hết. Tạm thời là cũng không tiếp khách, chỉ giao dịch online thôi. Thì toàn bộ gia đình đang chuyển ra ngoài này để ở. Đang chuyển ra ngoài này để ở, để thực hiện cái việc giãn cách cho nó tốt. Đấy, đây là một cái khu biệt lập, một cái khu mà
gọi là khu trưng bày, khu nhà vườn của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân để chuyên tiếp khách và trưng bày sản phẩm. Thì cái khu này cũng vừa mới xây xong thôi, đang đi vào cái khâu hoàn thiện khuôn viên cảnh quan, thì cái tình hình dịch bệnh nó căng thẳng, thế nên là toàn bộ đội ngũ thợ cảnh quan sân vườn thì đều đang cho tạm nghỉ. Đây là một cái lầu trà để thường thì Đá Mỹ Nghệ Anh Quân hay tiếp khách và các anh em hay ngồi nói chuyện đàm đạo ở đây, chia sẻ với nhau những cái câu chuyện nó rất là vui. Đấy, cái lầu trà này thì các bác có thể, em nghĩ là cũng chưa nhiều bác nhìn thấy cái lầu trà này ở đâu đâu, tại vì cái lầu trà này là được xây dựng và thiết kế nó dựa trên cái sự kết hợp giữa đá và gỗ. Đấy, nó tạo nên một cái tổng thể rất là hay. Thường thì các bác ấy hay làm cái lầu này bằng toàn bộ bằng gỗ, thì bây giờ là có gỗ lim Nam Phi để làm. Nhưng mà nếu như để ở ngoài trời ấy, thì gỗ lim Nam Phi một thời gian thì nó cũng bị mối, bị mọt, nó không bền. Nhưng mà khi mà chúng ta làm toàn bộ hệ thống cột và xà này bằng đá ở trên bằng gỗ thì nó sẽ rất là bền, đảm bảo một cái tính thẩm mỹ. Đây. Bọn trẻ con làm hồ cá coi xong thì chưa thả cá. Đấy, thì để cho bọn trẻ con nó bơi. Đấy. Thì những cái lúc mà không phải thực hiện giãn cách thì thường là các anh em bạn bè ở các tỉnh về thì hay ra đây chơi, hay ra đây chơi tiếp khách. Đây là cái khuôn viên ở phía đằng sau của cái khu trưng bày. Khu trưng bày này của mình thì có cái diện tích là khoảng 1.600 m. Mặt trước là đường, mặt sau là sông. Đấy, thì cũng rất là hy vọng là thời gian tới này, khi mà tình hình dịch bệnh được kiểm soát một cách cơ bản thì cái việc đi lại nó cũng đỡ khó khăn, đỡ phức tạp hơn. Thì cũng rất là hy vọng là được một dịp nào đó Đá Mỹ Nghệ Anh Quân được tiếp tất cả quý vị và các bạn tại đây, thì anh em gặp nhau để chia sẻ với nhau những cái câu chuyện, những cái vấn đề, rồi là rất nhiều những cái điều hay ở trong cuộc sống. Mình là một người thích giao lưu, thích kết nối, và cái nghề của mình ấy, thì có khi là nó cũng rất là hợp với lại con người như mình, tại vì là cái nghề cho mình một cái cơ hội được đi rất là nhiều nơi, được gặp rất là nhiều con người. Thế thì Đá Mỹ Nghệ Anh Quân có một cái may mắn, đó là mình có rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều những cái khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc. Mà đầu tiên là cũng chưa quen nhau đâu, nhưng mà sau khi làm việc với nhau rồi, sau khi làm công trình cho các bác ấy, thì đều thể trở thành tri kỷ, đều trở thành anh em hết. Rất là nhiều khách hàng. Đấy, thì hy vọng là trong thời gian tới này sẽ được tiếp các bác tại trụ sở của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân. Đấy, thì đợt này là thực hiện giãn cách xã hội thì ở ngoài này thì hay lắm các bác ạ. Toàn bộ cái việc mà an ninh lương thực, thực phẩm sạch thì đều được do nhà tự cung cấp. Đấy, các bác ấy trồng rau này sạch nhiều lắm, ba vườn trước kia nữa kìa, chỗ nào cũng có rau sạch. Thế nên là cái việc mà rau sạch thì ok, không vấn đề gì cả. Đấy. Con đây để ý em đấy. Huyền Anh bơi được chưa? Ừ. Tốt. Tập thể thao đi, nâng cao sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bác đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ những cái video, những cái sản phẩm của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân. Đấy, thì buổi sáng hôm nay thì cũng làm một cái video ngắn thế thôi, để chia sẻ với các bác những cái vấn đề mà một số người đang gặp phải. À, cũng tiện đây thì nói luôn với các bác là ví dụ như các bác mà em thì ở làng nghề này, thì ở làng nghề Đá Mỹ Nghệ Ninh Vân này, các bác mà có nhu cầu tìm hiểu về những cái thông tin gì, những vấn đề gì thì các bác cứ điện cho em. Thì nếu mà em giúp được các bác cái gì ở trong cái khả năng của em ấy, thì em sẽ giúp các bác. Đấy, để các bác có được những cái thông tin nó tốt nhất, để các bác đưa ra những quyết định, những cái lựa chọn làm sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, như em vừa nói thì hy vọng là có một cái dịp nào đó dịch bệnh nó ổn thì sẽ được tiếp các bác ý, tại văn phòng của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã luôn luôn quan tâm ủng hộ Đá Mỹ Nghệ Anh Quân trong thời gian vừa qua. Chúc các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thực hiện nghiêm cái việc phòng chống dịch trong cái thời điểm này. Cảm ơn các bác rất là nhiều.